Như quý vị cũng đã biết, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe khách đang ngày càng được nhiều người sử dụng do sự thuận tiện và dễ dàng. Chính vì thế, việc này dẫn đến tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, còn các nhà xe thì vô tình tiếp tay trong việc vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là ma túy. Như vụ việc mới đây, Công an thành phố Cần Thơ vừa phát hiện một vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn của quận Ninh Kiều, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ hơn 190 gram ma túy tổng hợp. Được biết, thủ đoạn của các đối tượng là mua ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ngụy trang trong gói bưu phẩm rồi gửi xe khách về thành phố Cần Thơ. Theo đó, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với hai đối tượng liên quan là Lê Thanh Toàn, sinh năm 1995, trú ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, và Võ Hoài Thương, sinh năm 1995, trú tại ấp Ba Lan, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đang thuê trọ tại khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Nắm bắt thông tin của đối tượng, qua quá trình điều tra theo dõi, Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành bắt giữ Toàn và Thương. Khám xét phòng trọ của hai đối tượng, lực lượng công an thu giữ 215 viên thuốc lắc, 11 gói ma túy ketamin với tổng khối lượng hơn 190 gram cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua làm việc, Toàn và Thương khai nhận mua ma túy về chia nhỏ, bán lại cho những người nghiện trên địa bàn. Ma túy được chúng mua ở thành phố Hồ Chí Minh, ngụy trang trong gói bưu phẩm rồi gửi xe khách về Cần Thơ. Công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.